cập nhật lịch thi đấu International Champions Cup 2019 với sự tham dự của những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. ICC Cup 2019 sẽ diễn ra tại 4 địa điểm khác nhau là Mỹ, châu Âu, Singapore và Trung Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật tin tức mới nhất về giải đấu. International Champions Cup là giải giao hữu thường niên được tổ chức bắt đầu từ năm 2013. Giống như những năm trước, ICC 2019 được tổ chức tại Mỹ, Singapore, Trung Quốc và một số thành phố ở châu Âu. Giải đấu năm nay có sự quy tụ của khá nhiều tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Man United, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus, Tottenham, AC Milan hay Inter Milan. ICC 2019 không có sự góp mặt của PSG, Barcelona, Liverpool, Man City, Dortmund và Chelsea. Mặc dù vậy, ICC 2019 vẫn hứa hẹn rất hấp dẫn với nhiều trận đại chiến. Theo lịch, ICC 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16 tháng 7. Giải sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8 sau trận chiến giữa Atletico Madrid và Juventus tại Stockholm, Thụy Điển. Ở giải đấu diễn ra năm ngoái, Tottenham là đội đã giành chức vô địch. Trước đó, chức vô địch giải đấu này từng thuộc về Real Madrid 2013, Man United 2014, PSG 2015, 2016 và Barcelona 2017.